Phương án câu thứ hai của đen hình cờ này là pháo 2 bình 7. Đỏ phi pháo mời đổi, làm hỏng kế hoạch bố cục của đen, cờ đen mất nước. Đen tiến xe kỵ hà, bắt mã, nước cờ yếu. Đổi lại, đen thể nghiên cứu đi pháo 8 lùi 1, giữ mã, nước cờ khả quan hơn. Như đen sẽ 6 tiến 4. Đen bình xe ăn tốt. Đổi lại, như đen đi xe 4 bình 8. Đen lùi xe nhằm quyết chói xe pháo của đỏ. Cờ đỏ ưu thế. Như đen xe 4 bình 3.
Toàn cục cờ đen bị động, cờ đỏ thắng thế. Mà các bạn xem lại cái nó đi. Toàn cục cờ đen bị động, cờ đỏ thắng thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận tả địa pháo.